Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày mùng 6 tháng 1 anh nhé. Tối hôm nay em vẫn lên cho anh em tiếp tất cả những các loại mặt hàng của đồ lính Mỹ ha. Nói chung là đồ đông, đồ hè, đồ đủ loại hết, anh em chịu khó theo dõi. Và ưng cái nào thì alo cho em qua số điện thoại 0911 337 139 anh em. Bữa nay nói nhiều quá, cái mỏ nó còn khô, nói đau không được, nói không được luôn anh em ơi. Còn phương thức bán hàng bên em là cho xem hàng, khách mới mua lần đầu thì em xin cọc 50 ngàn, nếu anh em đồng ý cọc thì hãng chốt nha. Vì bây giờ gần Tết rồi cho nên em làm chắc, chơi cái nào là chắc cái đó, còn mà chơi lép em không biết chơi. Anh em thông cảm nha, được ta chốt không được ta xem. Rồi em lên cho anh em à. Còn cái cách mà xem video của em anh em biết xem chưa? Rất đơn giản à. Tối nay 7 giờ à, tối nay 6 rưỡi anh em bấm đêm ngày mùng 6 tháng 1 Trâm Nguyễn When Are Duck Mean lên YouTube, anh em chỉ cần gõ chừng đó là nó ra ngay có Trâm. Rồi đêm nay cái quần này là quần cực đẹp luôn. Con này bịt kích mới 98%. Chất vải caro, dòng này là 100 cô tông nhé. Con này là bụng 90 và căng hết cỡ là 92. Chất vải mềm và mịn luôn. Mới keng sa beng dài 116. Con này em bán 1 triệu 9 này, mã 63, túi chéo nha. Quần này là quần túi chéo này. Chéo hay túi vuông? Túi vuông và túi chéo. Bịt kích này là bịt kích tâm ích. Tâm ích chứ không phải đời đời sau ích nha anh em. Sau ích thì con này là 3 triệu rưỡi. Con này medium long này, đời 78. 78 78 là tâm ích, 78, 79, 80. Nói chung là cái tem nó trùng trùng chừng chừng nữa thôi ha. Cái này gọi là 7X chứ không phải là 8X nữa. Em còn mới kẹn kèn kèn luôn. Con này là chưa có sử dụng, chơi con này thì chất như nó cất luôn. Size đẹp, quần đẹp, chỉ có dài thì anh em về cắt thôi. Mới và đẹp không? Quá đỉnh luôn. Không tì vết. Chốt giùm em 1 triệu 9 mã 63. Cái dòng này cực kỳ hiếm, một con mới lắm nha. Em lên 10 con đều lỗi cũ rồi, hôm qua hôm kia mới bán có một con 700 nghìn đó. Ai chốt này? Ờ, hôm nay chứ, lúc trưa đó. Mà con này mới kẹo luôn đó. Rồi, ai chốt chốt cho em đó. Tiếp một cái quần. Quần này chất vải cực kỳ dày nha. Nó dày 6 túi hộp, dày như 10-65 á. Nhưng mà chất vải cực kỳ sợi to. Sợi to, em đo nha. Con này là bụng 96. À, bụng 92 à. Bụng 92 nha em ơi, bụng 92 có đai đôn đàng hoàng nha. Nó là song song với cái quần 6 túi hộp màu xanh ô liu. Dài quần 108. Ở đây này, đây có cái đai đôn này. Dễ gì? Bỏ ra. Đây, cái con này là 3XL. Con này là có cái hạ cái tem này thôi. Không biết được nó là của nước nào hay là của ai hay là gì hết. Nói tóm lại là không biết của ai hết. Nhưng mà nút này này, nút này là nút xịn của Mỹ đó. Nút này này. Còn trên cái tem thì em không biết đọc. Con này rất là mới, màu xanh ô liu mà nó vậy mới lắm anh em ạ. Cái vải nó dày giống thằng 10-65 nha, nhưng mà chất vải nó khác thôi. 97. 97% trở lên. Con này 1,4 triệu, mã 64. Chất cực đỉnh nha anh em. Cái độ nặng của cái quần nó rủ. Anh em dòm cái vải này, cho anh em dòm cái vải phát này. Cái chân chim, cái chân vải của nó sợi to, dày dặn nha. Cái loại này là cái gọi là dạng vải chân chim. Hàng xưa mới có cái loại này, này. Mà chân chim này là bệnh nó rất là mát, cực hiếm nha. Nói về cái dòng này thật cực hiếm.
Nó y chang 10 số 5 để em coi có cái dây chặt gì đâu không mà. Không có. Không có, 6 túi hộp có bỏ mông đồng hoàng hết. Xanh đều và cực đẹp. Tiếp một con sơ tên này, con này dòng đai sườn luôn ha. Có đai hông rồi, con này thì gọi là hàng xưa. Cầu vai đai sườn thì ít khi mà có tem đời lắm. Nhưng mà con này cũng không có tem luôn. Nó đời xưa thì nó chỉ thể hiện qua cái đai hông này thôi. Con này có chất hồ nha nhé. Anh em về ngâm nước ấm giùm em nha. Bụng là 80. Ngâm nước ấm nha em. Ngâm nước ấm. Dài quần 104 ha anh em. 104. Con này em bán 2,5 triệu mã 62. Đấy, quần xanh ô liu nha. Chỉ có cái đường đường chị nó may cái túi này này. Đấy, đây gọi là cái kim của nó bị tùy cho nên nó may là có cái đường nổ này này, gọi là kim chứ không phải là do gì vải hết nha anh em. Xanh lè, xanh lẹt luôn. Lúc dẹp hàng xưa nha. Chơi hàng xưa này là chất chất lắm anh em. Chất vải đanh anh em nhìn thấy có cái độ lấp lánh của quần không? Còn phi bóng luôn nha. Rồi, ai chốt con này em bao hàng cấp phát cho anh em nhé. Vì cái dòng này anh em mà tìm hiểu về sơ tên thì có những con có đời, có những con không. Mà cứ đai hông như vậy là hàng xưa sâu lắm rồi đó. Chốt giùm em 2,5 triệu mã 62. 2,5 triệu mã 62. Tiếp một con sơ tên này. À quên, em like em bán con này luôn nhé. Con này gọi là kaki tem vàng. Đấy, kaki tem vàng ha. Áo thì 97% của không quân. Ta đôi nha nhé. Con này là vai 43, dài 75. 97% và 6 cái tem. Em bán 900 ngàn mã 020. Ai chốt chốt cho em luôn. Cái nào em bận trên người em bán là em bán luôn nha nhé. Còn cái nào không bán thì em không có nói. Rồi, con satin này. Con satin này cũng xanh và đanh luôn anh em ơi. Rồi. Con này là vai 45. Dài áo 74 nha anh em. Con này em bán 1,7 triệu mã 61. Rất là đanh nha. Đanh và mới luôn. Đanh dày dặn luôn. Em coi đời của nó này đều màu cực đỉnh nha nhé. Một khi mà đã mới thì không có quát cái gì hết. Tem của nó còn ít ít luôn này. Tem của nó ủi nó là keo cho nên này. Đó. Hồ á. Con này là đời 68 luôn. Trời ơi đời 68. Áo lót trứng 6. Cùng đời với M65 dây nhôm. Lót trứng 6 anh em. Cực đỉnh xưa nha. Áo trăm mặt á này. Con này mới 97-98% luôn ấy. Cái đường kim chỉ này con này đã sử dụng rồi. Nó mà chưa sử dụng thì cái đường chỉ này nó vẫn còn bóng, con này nó đã sử dụng rồi. Đó. Nhưng mà nó vẫn còn mới lắm nha. Con này nhảy qua được 98% được luôn á. Cho 97 đi. 97 đi. Ở đây lại nó bị một chút góc này này. Ngay cái chỗ này không biết đây là sao mà nó bị xù một chút đây. Ngay cái chữ V này ha. Cái chữ V này đúng ra đây là cái em chả hiểu là sao nữa, nhưng mà cái này cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu nha. Cái đường trong gấp của nó thì nó như thế này. Bên ngoài thì nó như thế này ha. Rồi sau thì đều đẹp hết luôn. Rồi hết nha anh em. Con này là ta cho 97 đi. 97 đi. 98 thì có cái chấm đó rồi, không chả hiểu sao nữa. Xanh ô liu cực đẹp luôn nha. Đời 68 của áo dây keo nhôm lót trứng 6. Ai chốt con này chốt giùm em 1,7 triệu mã 69. À mã 61. 1,7 triệu mã 61. 1,7 triệu nha anh em. Anh em mua cho anh em tìm một cái quần nữa. Trời ơi ghép lại một bộ satin. Chất
Cái dòng này là đều 100 cô tông nhá. Nói về độ mát của nó thì không có cái gì bằng hết, ngoại trừ bẩn, không bẩn quần. Tiếp một cái quần của thằng M51, quần nỉ short nha. Cái này là nỉ nhưng không short. Có những dòng nó short thì cái thằng này thì không short. Con này là bụng 82, căng hết cỡ 84. Tức là khi mà em để tùng tùng như vậy này, khi mình bận vào nó thoải mái thì là 82, nhưng mà kích hết cỡ như vậy là 84. Thì ở sau này này, anh em có thể đôn lại hoặc mở ra trong này được 3 phân nữa nhá, thì tùy anh em. Quần này rất là mới, dài quần 106 nha, rất là mới luôn. Con này em bán 1,5 triệu, mã 60, rất là mới nha. Đó, dây kéo đồng nha nhé, dây kéo đồng nha. Con này là size small trailer tem dập này. 51951 M51951 nha nhé. Đời tem dập tem tất là tật còn mới cứng. Chốt giùm em 1,5 triệu. Hàng này mà 51951 thì cực kỳ hiếm. Vào mùa đông anh em chơi bộ này là cực ấm luôn nhá. Nó y hệt như một cái mền nỉ mà anh em đắp lên người vậy đó. Chốt giùm em. Tiếp một con áo ấm hải quân. Áo này còn gọi là cái độ ấm của nó anh em đi Nhật được. Gọi là áo đi qua Nhật vô tư. Hôm nay Nhật không biết có đón em không, nhưng khi nào nhắc Nhật nó nhảy mũi mất. Vai là 52, dài áo 75, áo hải quân Mỹ, của lính Mỹ nha. Trong này như cái mền luôn này, lông, cực ấm mà. Con này em bán 2,2 triệu, mã 57. Áo màu xanh nhá, màu xanh đẹp. Thông thường cái áo của hải quân này á, màu của nó cũng hanh nhá, không có xanh nhiều. Con này lại có 3 chấm dơ đây này. Con này có 3 chấm dơ. Áo này thì cực mới, cực mới mà nó chỉ dính dơ nha nhé. Cực mới nhưng mà lại bị dơ này. Đây dơ này, có 2 vết dơ nha em. Bò ngon lành luôn. Cái dòng hải quân này em nói thiệt chứ, mua eBay thì còn sót lại được đồ mới, chứ còn khui kíp ít khi lắm. Trên Ngọc hình như có 2 con. Đây, ai thích mua đồ mới ở trên Ngọc có 2 con này. Đây có một chút dơ nữa. Mấy cái vết dơ này thì không ăn nhầm gì đâu. Và con áo này nó hiếm ở chỗ là cái màu này nha anh em. Cái màu này nó xanh ô liu và độ mới còn đỉnh cao nha. Nó rất là đắt. Cái chỗ là nó như vậy anh em. Mua một con này giờ đi qua Nhật mà kiếm một con này á, không biết bao nhiêu triệu á. Cái ông bo bên này nó bị lỗi mất chút rồi. Bo này lũng mất chút rồi. Rồi, ở thân này, ở tà này nó bị dơ một chút này anh em. Dơ một chút, còn áo thì khá là đẹp. Ở đây dính một chút nữa này. Bây giờ đo lại cái vai cơ mà. Vai 52. Ok nha anh em, tem ở trong nó cũng mất tiêu rồi này. Cái cổ này, Cổ à, anh em nhìn cổ giùm em nha. Chơi con này thì anh em nước nào bảo là lạnh thì cứ đương đầu thử coi ai thắng này. Con này bẩn vào cái nghít luôn. Em đang còn thấy thời tiết ướt, mưa lạnh ướt á. Rồi con này 70-75kg, 78kg được nha. Đầu khóa thì ngon lành luôn này. Đầu vào đầu ra đều ngon lành hết nha. Chốt giùm em con này 2,2 triệu, mã 59. 2,2 triệu mã 59 ạ. Em có tiếp một con Macca nữa này, còn gọi là Canada. Áo này là của Canada, xanh ô liu cực đẹp, cực ấm. Xanh ô liu cực đẹp và cực ấm nha. Cái dòng này mà anh em nào mà lạnh là gặp con này thôi rồi này. Con này không thua cái con kia đâu. Ở trong này có một cái lót nữa nha. Đây,
cho anh em vác nguyên cái lót này là đủ phê rồi này. Ô rồi, ô con này lót liền rồi ta, con này tưởng là lót rồi, nó liền, nó nằm ở trong áo này luôn, dày lắm, báo ấm nha, báo ấm luôn, báo ấm nha anh em. Cái mũ của nó cũng liền luôn này, nhưng con này là của Canada, vai của nó là 54, nặng nha, 3 kg lận á, dài 84, dài 84, cực ấm, xanh ô liu mới, 2 triệu mã 65 ạ, 2 triệu mã 65 nha anh em, của nước Anh nha, à Canada nha, ở đây có một chút siêu dơ, một chút siêu siêu thôi, không có đáng kể đâu anh em ạ. Mấy con này là hay bị dơ ống tay lắm này. Ống tay này không dơ. Anh em nào mà mua đồ cũ á, chắc chắn nó sẽ có những lỗi phát sinh mà mắt em mà dòm thì cho dù là ai bán đồ cũ cũng sẽ có ngày bị lỗi phát sinh anh em. Nếu mình mà kỹ tính không có chấp nhận được cái lỗi thì tốt hơn hết mình đừng có chơi nha. Vì đồ cũ mà nó không có lỗi thì chắc không phải là đồ cũ, hàng tái bản mới có thôi. Đấy, bo đều ngon lành hết anh em. Nếu mình cảm thấy mình kỳ tính thì chốt hơn hết, lên chợ mua cho nó nhanh. Rồi, con này là tem trắng, Canada tem trắng anh em. Hàng xưa mới có tem trắng nha, size 70 7040, medium mới, ở trong còn đẹp quá không, quá đẹp, em là khỏe lắm nha, mấy con này em like cỡ 3 con này em quỳ luôn á, mới xanh. Ồ, con này là 70 đến 80 kg, dây kéo đồng nữa nha anh em, cái cặp dây kéo của nó này, cái đầu vào ha. Rồi, ok, 97-98%, 2 triệu mã 65 ạ. Ai ưng chốt giùm em nha anh em. Cái form của thằng này nó y chang cái form của áo jacket và form của áo Macca, Philos Macca. Nó không phải như form Manto hoặc Wadersi nha. Nó nằm lỡ qua cái lắc lè mình. Nó nằm tầm ngay đầu gối mình hoặc trên đầu gối mình một chút. Còn mà cái thằng Badersi hoặc Manto là nó nằm cách cái gót chân mình lên tầm 20 phân. Chú cho là mẹ ơi, con này còn độc hơn cả là thuốc độc nữa. Con này còn độc hơn cả thuốc độc nữa này. Đây là một con Philos thủy quân lục chiến ha. Anh em đã bao giờ thấy một con thủy quân lục chiến xanh như vậy chưa? Con Philos thì con lục chiến xanh nha. Ở sau này anh em đọc UFMC, UFMC nha. Trong này thì đấy, thì con lục chiến đấy chưa. Con này lại đặc biệt bẩn được hai mặt luôn. Khi anh em thích thì bẩn mặt này và thích thì bẩn mặt này. Trời ơi, nó chất quá. Ở ngoài này, ở trong này nó là hai lớp này. Ở ngoài này chất vải của nó là như kiểu áo gió, áo gió mình hay đi đường á đó. Chất vải ngoài này là chất gió nhẹ nhàng lắm. Còn ở trong này là một chất như dòng chất nhung, nhưng mà không phải nhung. Đây đây, nó chất như thế này này, cái sợi của nó bự như thế này nha. Rồi, để em bật lên một phát coi, đẹp quá đi thôi. Dài áo là 70. Nhìn thấy mấy con này là nghiến răng anh xí. Vai là vai 58 nha. Ai to chốt con này này. Mới tiền. Nhưng mà sao vai to mà em bận vậy cũng lọt á. Em bận đâu có thấy to đâu. Bận đâu có thấy to đâu. Túi này. Con này là cũng 80, 85, 87, 80 đến 87 kg. Nói chung là 70 cũng được,
70 thì mình bần tùng lại như vậy, vì cái form này á, nó bần nó rủ xuống, chứ không phải như kiểu form mà nó phình to ra thì nó lại đòi hỏi là vừa sát xít. Đấy, số ký em đã nói như vậy nha. Còn dây kéo thì nó bần hai mặt này, bần hai mặt này. Nào, bây giờ là cái tay cầm của nó là bị mất này. Em sẽ bỏ vào đây cho anh em một cái tay cầm của thằng M65. Nó ngoắc vào đây, nó sẽ đi vòng của đường này, đi vòng của cái đường rầy này và xài hai mặt. Dây kéo thì dây kéo nhựa thôi, trốt của nó là trốt bằng đồng. Một mặt nhanh nhé, đẹp không? USMC, kinh hồn chưa? Một cái cờ đại ca này, đây một cái logo thủy quân à. Thứ thiệt chứ không phải là thứ chơi thường đâu nha anh em. Cái dòng này là thứ thiệt rồi đấy. Rồi, tiếp cái mặt bên này cho anh em dòm phát này. Chơi cái hàng này gọi là độc, không bao giờ đụng. Độc nhất vô nhì mới có những cái loại này. Bên này cũng một cái cờ như vậy luôn. Màu bên này cũng đơn giản và đẹp chứ, không anh em? Đằng sau này chất không? Chất như nó cất luôn. Rồi, ai vừa con này thì chốt cho mình, quên. Cái con thủy quân này mới chất này. Chất ở cái chỗ là cái thủy quân lục chiến này này. Thủy quân lục chiến này bây giờ nguyên một bộ anh em đã thấy đắt rồi, mà đã càng hiếm nữa rồi, mà bây giờ còn lên một con áo phi lốt nữa. Rồi, chốt cho em 3,5 triệu, mã 58. 3,5 triệu, mã 58. Tiếp một con satin này nhé. Con này xanh đanh luôn này. Hồi nãy có cái áo đẹp, anh em không ghép thành bộ đi. Trùng hả? Mà hồi nãy con nó đẹp quá trời luôn. Em vẫn cứ phải đỏ, phải đỏ, hơi lệch màu một chút. Cái con này là hồi nãy em đọc cái mã là mã số 1, 1,7 triệu đó. Vì nó mới kẽn cho nên là mình cứ muốn ghép lại một bộ 90 vậy là được rồi. Một bộ. Rồi con này là bụng 86 và căng hết cỡ là 88 nha anh em. 88 nha. Dài quần là 104. Con này mà căng nữa thì ra được 90. Nói 86 thì nó hơi tủng một chút, mà 86 cũng à, 88 thì nó nguếch ra một chút, và 90 thì nó kích hết cỡ như vậy này. Đó, anh em coi lượng sức nha. Tức là 90 cũng được, 86, 88 cũng được. 2,000,000 mã 68 này. Con này dòng núp dẹp luôn nha anh em. Núp dẹp luôn nha. Xanh ngát một màu xanh. Xanh không tì vết, không có cái gì tì lên, nó đổi màu khác luôn ấy. Xanh và đẹp quá. Ok nha anh em. 97 cứng ngắc phần trăm luôn, nói về phần trăm là vừa với con kia. Nhưng mà nó hơi lệch màu một chút xíu xíu. Đấy, tem của nó nha anh em. Còn tem sai này thì 34 1/3. 34 x 31. Con này là đời của nó là 4 số này. Đát nha. Đát này, số 1 này. 4 số, 4996. Con này là đời 6X. Đời 6X. Đẹp tuyệt vời. Ai ưng chốt giùm em 2,000,000 mã 68 nha anh em. Con này mà anh em mà không kỹ tính thì quất vậy cũng chơi luôn. Chơi luôn anh em. Chẳng qua là nó lệch một gem, nói về màu xanh thì em, đối với em như vậy là ok, không cần tuyệt đối. Tuyệt đối thì càng ổn, nhưng mà không cần, em thoáng lắm. Tự mình tự chấp nhận mình thôi. Tiếp một cái quần nữa nha anh em, quần nỉ short nha. Con này là 494 và căng hết cỡ là 96. Quần này hơi ngắn, 96 hơi ngắn. Dài quần có 90. Bà ơi, cái quần mà có 90 thì này, em đo từ dưới chân lên tới đây
có 90 à? Sao kỳ vậy? Con này 1,2 triệu mà sao bấy 90, nhiều khi em trả tin vào em luôn ấy. Quần co khúc rồi. 90 mà bung ra được 92 nhá. Quần này có tem giấy này. Con kia là tem dập, con này nhảy qua đời tem giấy rồi nha. Con này là medium sock. Medium sock. Năm 1951 luôn. M năm 1951. Đời 76. Con này đời 76. Tem còn mới cứng này. Không. Năm 1951 hàng cấp phát đàng hoàng nhé. Medium sock. À. Medium sock. Ở trong cái cặp lưng này thì anh em có thể đôn lại hoặc mở ra được 5 phân nữa ha. Mới kem sà beng màu xanh ô liu. Chốt cho em 1,2 triệu mã 67 ha. 1,2 triệu mã 67. Badusi nè. Anh em nào chơi Badusi nè. Badusi này chất vải của nó là vải hằng xịn đàng hoàng nhá. Anh em nhìn thấy giống cắt vàng kaki vàng xưa chứ. Nó bóng. Cái độ phi của nó lấp lánh ấy. Không? Lấp lánh bóng luôn ấy. Núc màu nâu là hằng xưa nhá. Núc màu nâu hằng xưa nhá. Để em đo vai cho anh em này. Con này chắc là em vừa luôn á. 47, 48. Dây chạc con nha. Dây chạc con này. Mới keng sà beng. Không biết có lỗi gì không, chúc em dòm. Dài quần à, dài áo là 1662. 664 là nhân lại là bao nhiêu anh em? 6612. 118. 100 đâu. 6612 là 120. Đó. Em nhân giờ em ngấu đá rồi. Con này thì con này xanh ô liu đẹp không? Mới keng bóng lưỡng. Cái đầu này chưa hề bị sơn nhá. Cái dòng này anh em này, cái hàng càng xưa thì nó ép kíp không bị gãy cái này. Cái này bằng kim loại nha. Còn hàng mà đời sau một chút thì nó lại bằng nhựa, nó lại hay bị gãy. Cho nên là mấy cái này mà còn sót lại là hơi bị khó luôn. Bao đẹp luôn. Không tì vết. Về anh em uống một phát là lấp lánh như mà. Trời ơi, con này gì mà nó mới thế không biết nữa. Không hề bể một cái nút nào luôn. Nút không hề bể luôn. Anh em thông cảm nha, vừa mới khui cho nên nó không có thẳng. Và bên em thì không có thời gian để tút từng con như anh em bán từng cái đâu. Em bán lần, nói bán như thế nào đi. Bán như thế nào thì anh em theo dõi anh em biết à. Nó hai lớp vậy đấy. Rồi, con này để em xem coi cái tem ở trong túi nó nào. Nút màu nâu này thì quá sâu. Chất vải của nó em còn nghi nó là bằng... Trời ơi, em trong túi không thấy. Sao mà mò lâu thế? Không thấy tem ở đâu hết. Tem kia ở đâu ta? Nó mà sâu đời quá là nó không có tem nha em. Nhưng mà con này nó không có tem gì hết. Tức là em bao cho anh em hàng cấp phát thôi. Chứ còn mà nói đây small long. Nó có một cái tem size small long. Rồi, con này là tầm đời 5X nha nhé. Nó cứ nói như vậy vì nó thuộc về đời đó là không có tem. Nhìn nút nâu rồi anh em biết nhỉ. 98%. 98%.
ai vừa quất con này này. Ôi con này mới gì mà nó mới khiếp khủng luôn. Mới quá mới luôn. Con này small thì chỉ có 70 kg à. 60 đến 70 kg à. Ai chốt con này chốt giùm em nhá. Chốt giùm em là 2,4 triệu mã 66. Dây này, dây còn nhăn chưa có đẹp. Em nói thiệt anh em mà rảnh mà tút úi lại cho nó đẹp cái hả? Lấp lánh này thì thôi rồi, đẹp vô cùng luôn. Mới 98% nha nhé. Rồi ai chốt chốt cho em ha. 2,4 triệu mã 66 này. Tiếp một cái quần này cũng núc màu nâu rồi đó. Núc nâu rồi đó. Nhưng mà quần màu xanh xám, chất vải kaki. Chất vải kaki dày nha nhé. Con này không phải của Mỹ rồi. Cái bụng của nó là 84, bụng 84 nha anh em. Còn bo chun nữa chứ. Dài quần này có 90. Dài quần 90 là nó ui, chất vải. Con này ngắn 90 là giống hàng của Pháp mà em hay bán cho anh em. Nó chỉ có 90 phân, không phải xương cá. Em tưởng là vải xương cá chứ. Con này là quần của Pháp. Núc nâu nha. Núc nâu nha anh em. Đấy. Đây. Núc nâu nha anh em. Hàng của Pháp nha. Cái tem của nó là năm 1963 lần. Wow. Năm 1963 lần. Cái con này là bữa hôm em có bán cho anh em cái áo mà ta. Ở ngay cái đầu gối của nó bị sờn mất một chút đây rồi này. Em nhìn thấy không? Ngay đầu gối nữa ha. Chất vải kaki dày em. Còn gối bên này không có bị gì hết. Pháp thì hôm rồi em bán quần Pháp cho anh em, cũng nói với anh em rất là nhiều. Tức là Pháp là anh em đi giày của Pháp là phải giày giày cao cổ như thế này này. Vì cái quần của Pháp là nó từ dưới gót chân nó lên tầm này. Nó hót tít trên cao. Anh em mà sưu tầm mới biết, mới bận được nha, còn không là cứ đòi dài như đồ Mỹ là tiêu đời đó. Nó nằm ở ngay trên đầu gối, trên cái mắt cá, trên mã, trên đôi giày bên này này. Sau lúc đó là đôi giày nằm ở dưới, còn đồ Mỹ thì anh em lại nhét quần vào trong. Còn đồ Pháp là nó vừa chạm đôi giày thôi. Mà giày đồ của Pháp nó là đi song song với Mỹ và Canada. Đắt lắm nha. Đồ Pháp mà sưu tầm là đắt lắm nha. Rồi em bán con này là 1,50 triệu. 1,50 triệu. Con này đồ mới, không có đỉnh lắm nữa đâu. Có hai vết xước nhẹ nhẹ này. Rồi đúng ra là anh em nào sưu tầm đồ Pháp, anh em sẽ biết đồ Pháp thì có những cái nó vô giá luôn. Mấy cái dòng của thằng con này màu xanh xám nhé. Có những cái dòng màu của thằng lành Pháp. Hôm em có bán cho anh em là kêu là địa ngục á. Địa ngục thần lành đó. Thì con nó chết luôn á. Ui cái quần Canada này anh em. Quần Canada chất vải bublin này. Xanh ô liu. Xanh ô liu nha. 6 tứ hộp. Có bò mông ngồi này. Con này là bụng 92 M số 5 ha. M số 5 á. Vải bublin. Dài 112. Mới tem. Tem trắng này. Con này hàng xưa nha nhé. Hàng xưa của Canada nha. Con này size 7 long small. Small long. Con này anh em mà bẩn á, anh em có thể đôn bằng cái đường này. Rút dây lại. Đó. Rút dây lại rút nha. Con này mới keng. Mới keng. Con này là bụng 94. Em đo lại phát chứ em vừa đo em lại quên mất rồi. Bụng 94, dài quần là 112, anh em có thể rút lại là tầm 90, ha. Con này em bán 1,5 triệu mà 53, mới kít, có một cái bờ mông này, xanh ô liu cực đẹp nha nhé. Anh em về bẩn với áo túi chéo của Mỹ à, cực đẹp nha, có nắp túi của Mỹ luôn này, à, của Canada. Rồi chốt cho em 1,5 triệu mà 53.
nhiều khi em thấy đẹp quá mà em nói, em diễn tả hơi mạnh, nhưng mà thực sự tất tật tật nó trào ra từ cái cảm nhận của em. Mong mọi người thông cảm nha. Tiếp một cái quần này caro 6 cái hộp màu xanh ô liu nha nhé. Anh em nhìn thấy có hai màu xanh ô liu chưa? Đây, xanh ô liu nó cũng khác nhau, hai màu xanh ô liu ha. Xanh này cũng xanh ô liu và xanh này cũng là xanh ô liu. Nhưng mà xanh ô liu này là thuộc dạng như xanh ngọc mà chuyển qua. Xanh này gần chuyển qua màu xanh kết. Xanh ô liu mà chuyển qua màu xanh kết. Con này chất vải caro này, cái đáy và cái đùi của nó là body nhá. Tức là cái form này nó không rộng như quần Mỹ hộp đâu này. Con này báo cáo trước nha. Cái bụng là 76 căng hết cỡ là 80, chất vải caro nha. Form này body cho tin tin nha nhé. Dài quần 102. Con này em bán là 1 triệu mã 57. Nhưng mà dán một phát đây rồi là quần này có cái chữ V, có nghĩa là đáy của nó là đáy tam giác ở dưới nha. Anh em nhìn thấy không? Ở dưới đáy nó phải may thêm một cái tam giác ring của nó nha, để thao tác mình di chuyển nó ổn hơn, không là cứt đáy nha nhé. Chất vải caro này, xanh đều và đẹp. Xanh này là xanh ngắt, xanh như kiểu gần xanh kết. Áo cái mũ của thủy quân lục chiến là màu này nhé anh em. Rồi, ở đây là nó là cái bả gối y hệt như cái thằng phần bắn tỉa này, nhưng mà cực ôm. Cực ôm nhá. Cái đầu gối anh em thấy cái mo mo của nó, cực ôm đầu gối luôn á. Còn bây giờ vào trong này, vào trong này thì có một cái tem này thôi. Để em xem cái tem này là của ai nha. USA. Con này của Mỹ đàng hoàng cái bộ. Cho anh em xem nhá. USA này. À, con này của Mỹ ạ. Rồi, chốt giùm em con này 1 triệu mã 57 ạ. 1 triệu mã 57. Hôm nay em like hơi lâu một chút nha. Con màu sao lâm thân đồng cổ đồng nhé. Có lót đi kèm luôn này. Nhưng mà dòng này Chờ chút. Trên cái tay cầm là có một dây bi, có nghĩa là cái dây TB, dây thẻ bài này là dây nhỏ, còn dây to là nó cầm đi rồi, có dây nhỏ nha. Vai của M65 này là vai 54, dài áo là 77, nó giống hàng của hãng Alpha này, của trong con lót nha nhé. Con này size S à, con này báo cáo là không biết nước nào đâu này. Có tem này size Small Railer. Con này Small Railer. Tem của nó nha nhé, Small Railer. Con này không phải của Mỹ đâu, không biết có phải không, nhưng mà nhìn đây là không phải của Mỹ rồi. 100 cô tông đàng hoàng nha. Cái lót này anh em này, lót này là bằng chất liệu 100 cô tông ha. 100 cô tông là bẩn cực mát rồi đó. Ngoài cái tem trên ra thì ở dưới này không có cái tem gì nữa. Nó chỉ có một tem ở đây thôi. Có một tem ở đây thôi nhé. Con này là đúng ra là em cũng chả biết là nước nào hết, vì nó không có cái tem gì để mà măn hết nút của nó này. Dây kéo đồng, thân đồng, cổ đồng. Trên này có mũ không biết. Có cái lót là ngon rồi. Có mũ đàng hoàng em. Chất liệu 100 cô tông thì anh em bận vào mùa nắng không nóng. Trời nắng anh em vẫn cứ quất, vẫn không nóng. Nãy em đọc cái này là Small Roller phải không ta? Đúng rồi, Small Roller. Cái ruột ở trong còn khá là mới nha anh em. Cái lót ấm mùa đông 60-70kg và cao 1m7-1m74 là vừa. Con này màu xanh của nó giống cái hãng Alpha, giống cái hãng Alpha.
màu xanh mà xanh xanh ngọc á. Cái cổ tay, cái ống tay của nó này chưa có vết gấp luôn. Đẹp. Chất vải ngoài là lại là vải, đâu phải vải caro đó, không phải. Y hệt M65 Mỹ vậy thôi. Để từ từ ta khám phá ra coi thử cái đầu khóa của nó này, đồng này. Vậy đó, chỉ kéo như thế này nha nhé. Và cái đầu ra đầu vào này ngon lành. Còn cái thằng này thì đặc biệt, nó lại ráp cái đầu khóa ở bên tay trái và cái tay vào nó nằm bên này ha. Cái thông thường hàng quân đội là 10 đầu như 10 là phải nằm bên này, còn cái cài nằm bên này đó. Báo cáo anh em nhá, chất liệu con này rất là ok, rất là ok. Ai 60 đến 70 kg. Con này đang còn nhảy lên được 75 kg đó. Size này cũng khác với size quân đội luôn. Con này nhảy lên được 75 kg. 96-97%, 97% á. Ai chốt con này 2,5 triệu mã 69. Thân đồng cổ đồng vào kèm cái lót đi kèm nha nhé. Cực ấm luôn. Tiếp một con M50. M50 mới keng xà beng luôn. Núc màu nâu này. Em suốt ngày em cứ nói với anh em là núc nâu là hàng xưa, đời tem dập nhá. Hàng xưa là hàng xưa. Con này dùng bằng núc không phải là dây kéo. Vai của nó là 51 nha em, vai 51. Dài áo 76. Em dập này. Size, chú cho là mẹ ơi. 51943. Con này 51943 không phải M51. 51943. Size của nó 34R. Em dập mà, nhưng mà đây nó bị dơ chút bên trong này thì chắc chắn là nó không có ảnh hưởng cái thẩm mỹ. Áo ở trong này thì cực mới, cực mới. Chờ chút em sẽ đo vai và đấy cho anh em nha. Chất vải của nó dày và rất là mới nha. 51943 nó là đời đầu của thằng M65. Anh em thấy cái áo Pháp nó giống cái áo Mỹ này không? Đấy, hồi nãy áo cái quần Pháp có cái mang này này. Em chưa có tìm hiểu rằng cái đời 51, đời 51, đời 43, đời xưa, đời trước, đời đầu á, đời gọi là gì, hàng thế chiến chiến tranh thứ nhất Việt Nam với Pháp có ấy không, mà sao lại cái áo nó có một vài điểm rất là giống nhau. À, Mỹ chứ, Mỹ với Pháp chứ không phải Việt Nam, quên. Em đang bán ở Việt Nam, cái em kêu Việt Nam chứ của Việt Nam đâu phải đâu. Áo rất là mới nha. Màu này là màu cỏ úa. Rất là mới và đẹp luôn này. Đây có một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Mới và đẹp, dày. Vải dày, cực ấm. Con này về anh em ủi phát là nó nằm 97 cứng á. Nhưng mà ở cái line này nó lại bị cái gì, nó bị tư tư ở cái đầu này ha. Em nhìn thấy cái đầu không? Áo thì mới kít nhưng mà vẫn bị cái đường đầu ống tay này ha. Con này mới lắm. Sưu tầm M43 này thì chắc túi của nó là túi trắng đàng hoàng nhá. Ồ, tem ở đây nữa này. Tem ở đây có luôn. Ôi giời, cái kim này ta. Cái kim hay cái gì nó châm đau quá. Đau quá. Con này 34R. 51943. Tem rin đi theo áo luôn này. M51943. Rồi. Ok nha em. Đây là ông cố nội của thằng M65. Nó đẻ ra đầu tiên cho nên là M65 mới sinh ra nha. Vai của nó là 51-52. Dài áo 77-78. Tức là thằng này ra đầu tiên. M43 đầu tiên rồi tới M50, M51, M65. Đẹp không? Chỉ có một chút ép ở trên cái cổ tay này, đầu này là nó bị cái gì cũng không biết nữa luôn. Con này là em cho giờ bao nhiêu phần trăm được?
cái vải nó dày lắm, nói về 97, 98 thì nó cũng hơi ấy. Bây giờ tùy anh em nhá. Chốt giùm em con này 1.9 mã 72. 1.9 mã 72, anh em chỉ vừa với người 6 đến 70 kg thôi. 6 đến 70 kg, cao 1m7 trở lên. Lưu ý giùm em nha, 60 đến 70 kg, cao 1m7 trở lên. Tiếp một con Vardosi nữa này. Màu xanh ô liu. Màu xanh ô liu nhá. Cái vải cực kỳ dài. Con này vai của nó là 48. Cái dòng Vardosi này thì nó ngang hàng với thằng kaki cắt vàng. Dài 114. Và 114 nha anh em. Con này thì em bán cho anh em là 2.4 mã 73. Cho anh em xem tem xong một chút sẽ review cho anh em cái phần khác nha. Con này từ từ nha anh em. Em nhớ là nó có tem mà. Đây. Con kia chắc hồi nãy chưa kịp tìm tem cho tem nó là tem dập luôn này. Anh em nhìn thấy tem dập ở trong túi chưa? Kinh hồn không? Tem dập của nó em đưa cho anh em đọc ngược à. Đấy. Nó tem dập chữ vẫn còn rõ ràng ấy. USA đàng hoàng nha, nhưng mà ở trên này là chữ gì đọc không có được luôn. Đấy, chữ rõ ràng nha. Tem dập nằm trong túi. Nút cũng nâu luôn này. Nút cũng nâu. Cái đời 5X thì không bao giờ nó có tem nữa đâu. Nhưng mà con này lại có một cái khuyết điểm như thế này. Con này này, anh em thấy ở đây có một cái tem không? Cái tem này là em may vào. Vì ở đây này là ổng này ổng thọt tay vào nó bị tét. Nó bị tét cái túi này ra thì nó bị rách đây một chút. Cho nên em mạng. Em mạng cái chỗ này lại này. Mạng cái chỗ này lại cho nên em phải may một cái tem để đầy lại, che cái khuyết điểm của nó nha. Nhưng mà cái tem rất là trùng màu với cái áo luôn. Ok nha. Ngoài ra con áo này còn có tem rin đi theo áo. Áo còn chất rất là đỉnh luôn. Tem này là tem rin của lính nha. Ngay hai cái khẩu súng ở trên cái cổ, ve cổ á, em đưa xuống em may đó. Con này dưới xanh đều, không tì vết. Cái hàng xưa của nó là cái đầu này vẫn chưa có bị sờn nó bằng kim loại anh em. Ở đằng sau này, con này đồ mới, ngang hàng với con lúc đầu nha. Ngang hàng với cái con lúc đầu em like luôn nha. Xanh và mới, không tì vết. Mỏi tay quá à. Không tì vết luôn nha anh em. Vậy đó. Hết, chỉ có vậy thôi. Bây giờ em sẽ bận vào em đo lại cái vai em phát lần nữa mà. Con này ở trong này là nó dập 04260. Nó dập ở trên cổ này, này. Em đo lại cái vai một lần nữa để coi số ký của nó. Vai 48 à. 48 là 70. Like mấy cái này anh em không mập được đâu. Like riết là coi như là hết dốc, hết hết hơi. Rồi con này là 70-75 ký nha anh em. 80 thì không được, 80 là phải vai ra vai 50 trở lên rồi. Đồ mới là 97% nha anh em. Ai thích chốt con em con này dùm em này. Chất vải này đặc biệt nó hiếm, đã đành với lại cái đồ mới mà đời này càng khó kiếm nữa. Cái đời mà anh em tìm ra một cái tem dập cực kỳ hiếm luôn. À, cực kỳ hiếm luôn. Chốt dùm em con này giá là 2.4 mã 73. 2.4 nha. Mã 73. Trời ơi, con gái yếu đuối mà cứ toàn chơi những cái con như con bò. Tiếp một con bay nữa anh em ơi. Một con Philip bay nữa này. Wow.
Vừa hôm anh Giáp chốt con rồi. Giờ gặp con như con lợn rồi anh Giáp ơi. Này, con này nó dơ như con lợn luôn. Philips G8 bay size medium long nha. Anh em 70 đến 80 kg nhưng mà cao 1m74 trở lên mới vừa. Đấy. Medium long. Dập đây đàng hoàng nha anh em. Con này là hàng xưa. Cực hiếm. Ở trên này thì cái ve cổ có một cái mũ ở trên này nhé. Bây giờ em review này. Review từng cái, từng phần nhá. Con này mà một bộ đẹp, em bán 9 triệu đó. Size đẹp, đồ đẹp. Con này là size medium. Ở ngay trên này này. Nó dơ nha. Con này ai chấp nhận thì dơ. Có một chút dơ đây này. Ở đây cũng dơ này. Anh em nhìn thấy dơ mà. Đấy, dơ. Con này em bán 3,5 triệu mã 70 nha. Cái size này cực hiếm. Mấy cái vết này anh em về xử lý giùm em thôi. Chứ còn mà đồ này mà tìm được một bộ mà mới kẹn khó lắm. Cực kỳ khó. Ở đây có một vết dơ. Nói chung là dơ nó tràn lan đây ấy. Nó nằm đầy đây này. Nhưng mà hàng độc, hàng hiếm nha anh em. Mấy cái hàng này không có phải là thích có là có đâu. Ở đây nó bị gặp lửa cho nên nó teo. Nó bị teo ở đây một chút này. Nó bị teo một chút. Ở đây cũng vậy này. Bữa hôm một bộ kia là em bán có 5 triệu thôi đó. Bộ anh Giáp chốt là có 5 triệu. Đây là dơ nha anh em. Bộ này anh em có thể là sưu tầm về bệnh cũng được, hoặc là sưu tầm về các loại dòng Philips. Túi Philips này. Đây nó bị dơ nha anh em. Rồi, qua thân bên này. Cái dòng này thì bệnh mùa này là cực ấm vì mùa đông anh em ạ. Ở đây là dơ hết nha. Anh em coi xử lý được thì chốt nha. Ông tay này cũng dơ này. Dơ này. Ở chỗ cổ tay này dơ. Nhưng mà em nói thiệt, cái này là có thể ngày hôm nay em có, nhưng tới 1-2 năm sau mới gặp lại á, chứ không phải là dễ có đâu. Một năm trời giờ em mới gặp lại cái lô này được 2-3 con. Ba con này. Một năm trời, đúng một năm trời giờ mới gặp lại đó. Cách đây một năm mà em bán, mà anh em xem kênh của em là anh em biết. Một năm trời á, đây là nó dơ này. Hàng này là hàng xưa, không phải là hàng mà mấy cái hàng kia dễ tìm đó. Dơ này ha. Đấy, nó dơ, nó nằm từng bãi như vậy chứ không phải dễ. Nhưng mà cái dơ này cũng không có. Dơ mới đúng là hàng đã qua sử dụng. Hàng đã qua chiến trường. Hàng thiệt chứ không phải hàng nhái. Đây nó dơ này. Cái chỗ này là em không biết là nó bị cái gì á. Hàng này chắc bị người ta là xịt khói hay gì. Chỗ này nó ra một chút màu trắng. Nó màu hơi xám. Nhìn như kiểu là chỗ này là màu mới. Không. Như kiểu đồ mới của nó là màu này ấy. Không biết. Nhưng mà vải vẫn dày dặn đều đặn nha. Ở đây cái mông cũng dơ này. Mấy cái chỗ này dơ thì giặt được. Vết như kiểu mồ hôi ấy, vết loang ấy. Rồi tới đây cũng bị nha nhé. Ở đây có một vết đen này. Bị loang một chút này. Em review hồi em ngọng luôn á. Hết. Qua bên này nha. Nói chung là nó nặng quá mà mình đơ luôn á. Rồi. Chỗ này hồi nãy em có like bên kia rồi á. Hết nha nhé. Con này giờ được bao nhiêu phần trăm ta? Con này nói về sưu tầm mấy thằng ở trên gì ở trên không á, làm việc ở kêu là máy bay, mà máy bay trên cao á, chứ không phải là máy bay trực tiếp ở dưới đất. Trực tiếp dưới đất thì nó lại khác. Ở trong là một lớp lụa nha em. Chốt giùm em con này 3,5 triệu mã 70 này. 3,5 triệu mã 70. 3,5 triệu mã 70 nha em. Phần trăm thì còn dày dặn đều đặn, chỉ có cái là dơ như con lợn. Con này rất là dày dặn. Nhưng mà trong một bộ sưu tập
nếu mà sưu tầm về dòng Philop, thằng này mà không có là sai sách, không có là sai sách đấy. Tiếp một con áo hải quân, ấm hải quân anh em. Áo ấm hải quân của lính Mỹ, vai của nó là 48-49, dài áo 73, xanh ô liu, mới mới luôn. Tem này, chủ con kia nãy mất tem, con này còn tem lủng lẳng luôn ấy. Con này là size medium, đời của nó là 85, đời 85. Con này là đi Nhật được nha, thời tiết lạnh cỡ nào là nó chiều hết cỡ đó, mới keng. Trời ơi, cái đường chỉ của nó này, anh em dòm cái đường chỉ của nó này không, đường chỉ vẫn còn ngon lành lắm nha. Con em bán 2,7 triệu, má 71. Nhìn cái đường chỉ đôi của nó, anh em nhìn đường chỉ anh em sẽ cảm nhận được cái phần trăm của cái đồ ấy. Con này hoàn hảo luôn anh em ơi, con này hình như hoàn hảo 98-99% á, 98% vậy đó. Bo này còn mới và bót luôn á, còn nghe mùi thơm vải nha, bo vẫn nghe mùi thơm vải nha. Đó. Con này nghe là ok number one luôn này. Chưa có sử dụng thì có thể là nó chưa có sử dụng luôn á. Chủ đẹp quá, quá đỉnh luôn, quá đẹp, chuẩn, chưa có bị một lỗi gì mà cũng chưa có sử dụng gì luôn. Cái đầu khóa của nó nha em, USA này, chưa có sử dụng luôn. Đó, cái đầu khóa nha, anh em dòm cái tem là biết này.